VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Chính
Wow. Một bản ballad lụi tim à. Quá tuyệt vời. Và xin được cảm ơn phần hỗ trợ của Kỳ Lân Lãng Tử. Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác, biết cách yêu đàn trâu tre một cô gái, hoa nhiều tông phong. Nối tiếc rồi hả? Trời ơi, nước mắt giàn giụa. Hit nha. Hả? Hit. Lại hit. Báo luôn, hit. Cái tầm ảnh hưởng là cỡ chưa thương em đến vậy đâu đó. Cỡ đó đó. Nguyên một cái lời một, tôi chỉ ngồi tôi lắng lỗ tai tôi nghe từng lời mà Hứa Kim Tuyền viết ra. Thì câu chuyện hay, nhẹ nhàng. Tuyền được một cái lợi thế là Tuyền viết cái bài nào á cũng dễ thuộc. Cái thứ hai là giai điệu cực đẹp. Cái thứ ba là mình nghĩ là cái người nhạc sĩ này phải là cái người sống yêu nhiều và nhạy cảm á. Tại vì cái lời của Tuyền viết ra đó, nó rất là đáng thương cái người ở trong cái câu chuyện đó đó. Ờ giờ em biết thương em nhiều hơn chút. Ờ anh không có thương em tới như vậy đâu. Nó có những cái câu mà làm cho mình rất là chạm. Thì hôm nay một lần nữa khen Tuyền, sau nhiều bài viết vẫn giữ được phong độ. Rồi khen thêm Hippo Happy, hôm nay hát rất là bình tĩnh. Tôi đúng nghĩa cái chữ là rất là trọn vẹn. Hát không một cái lỗi nào để chê luôn thật sự. Cảm ơn chú. Và đầu tiên là cho em cảm ơn anh Thành đã dành cho em rất là nhiều lời khen. Cảm ơn Hippo Happy đã rất cố gắng vì bài hát này. Tại vì em cũng có kể cho Hippo Happy bài này giống như là phần 2 của Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu vậy. Giống như là cái bước tiếp theo của nhân vật trong bài hát đó là đã nhận ra là người kia không thương mình rồi. Thì bây giờ phải giải thoát cho chính mình để mình tìm một chàng trai khác. Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác, nắm tay và bước đi bầu trời xanh. Bão giông lập kề vai sát để xoa dịu trái tim đã khẩn tan nát rồi em. Thì hôm nay bạn đã làm rất là tốt. Cảm ơn Hippo Happy rất là nhiều. Cảm ơn Tuyền. Khi mà con nhận bài anh Tuyền đúng là con rất là áp lực. Bởi vì như câu chuyện anh Tuyền nói, nó là phần 2 của một bản rất là hit của mùa 1 rồi. Thì mình làm thế nào để có thể gây ấn tượng với bài này? Tuy nhiên khi mà đọc lời ca khúc này, nó đúng là câu chuyện của con. Và nó đúng là cái mà con đang hướng tới. Là dù mình có trải qua cuộc tình sóng gió như thế nào, dù mình có yêu điên dại như thế nào, nhưng sau cùng thì mình vẫn sẽ tìm ra một con đường thật là tích cực trong tình yêu. Cảm ơn Tuyền rất nhiều. Tự nhiên lắng động quá, không quen. Ờ, tự nhiên thấy Bobby nói câu này lắng động quá. Con yêu nhiều mà chú. Bữa nay người ta có hộp lễ cho nên cho người ta thôi lắng xíu đi. Con lệ nguyên môi này chú. Trời không sao đâu, để cái chuyện này lắng xuống đi con. À dạ vâng, con xin. Em tém là. Em tém là chứ con quậy đục nước lên nữa mệt lắm. Thật ra cái bài này nó còn có một cái phong thủy giống cái bài Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu nữa. Xin mời chị Tiên. Chị không liên quan gì tới chuyện này hết. Sao liên quan tới em vậy đó qua sầu? Đó qua sầu. Tức là em với Tiền thì rất là thân người nhau. Người ta cũng gửi đúng không? Dạ cũng có gửi gắm. Khi mà nghe xong thì em nói là thực sự là chắc chắn là một bài rất hay. Nhưng mà em chỉ cảm thấy là em không thấy mình trong đó rồi. Cái đấy quan trọng đấy. Sau một mối tình tôi có thể tự chữa lành nhưng mà tôi không cần gặp một chàng trai khác. Hoặc là cách yêu của một cái người phụ nữ trưởng thành nó sẽ hơi khác. Và khi mà mình nghe cái bài này mình chỉ nói với lại Tuyền là chị nghĩ đây là một bạn nữ giọng trẻ hơn chắc chắn sẽ thể hiện tốt hơn chị. Nó có cái sự thổn thức, có cái sự nức nở hơn. Không, nếu mà có cái phong thủy trong chừng là nó hít y thinh vậy đó. Tinh hoa hội tụ đấy. Cũng cái không khí này, cũng vị trí đó. Đúng rồi, cũng có vị trí. Đúng là nhân vật này. Cũng cái kiểu nói chuyện vậy nè, rào trước đón sau, rồi kể mối tình, rồi dập lên dập xuống. Hai bài cũng viết về một người, đúng không? Ok la đấy. Còn cảm nhận Bích Phương sao ạ? Ở vòng trước thì em cũng đã rất là mong chờ là Hippo Happy sẽ có một ca khúc riêng để bạn được nhập tâm, được thả hồn, được là chính mình ở trong một ca khúc của riêng mình. Thì Phương nghĩ là Hippo Happy và Hứa Kim Tuyền đã làm được ở trong cái phần dự thi này. Chị thấy là bài hát này rất là hợp với giọng hát của Hippo Happy. Nó có cái sự con gái trong trẻo và hơi mong manh một tí. Nó giống như là giao một bài hát cho rất là đúng người, vẫn rất là phù hợp ấy. Chị nghĩ bài này phải là em chứ không một ai khác có thể hát được bài này hay. Em nghĩ là nhiều khi bài hát nó cũng đi tìm người ấy. Đúng rồi.
Mà cái giọng bạn này cũng có một cái gì đó rất là buồn man mác nha. Thí dụ như là chị cuốn tóc lô là buồn da diết. Bạn này nằm trong cái khung là buồn man mác, buồn thơ đó. Muốn khen Hippo Happy thêm một điều nữa là bài hát này của Tuyền thật sự là một bài hát rất là khó hát. Quãng rất là rộng mà Hippo Happy hát ổn định từ đầu đến cuối. Mà không một chỗ nào sai, một cái chệch choạng một chút xíu nào. Bây giờ tại trường quay là gần 3 giờ sáng thì gà nó còn ngủ chứ đừng nói cổ họng của mình nha quý vị. Mà cái con người này ở giờ này mà đu lên cái nốt đó thì thôi rồi. Tôi nói là cái người này cũng phải là người ngoài hành tinh, tôi nói thiệt. Cảm ơn cô chú nhiều lắm. Wow. Và bây giờ lúc bạn sẽ kêu gọi khán giả bình chọn cho mình ạ. Kêu gọi thắm thiết. Thắm thiết thì phải bước lên. Mọi người ơi, mọi trời người ơi. Trời ơi. Quay trở lại. Cảm ơn Hippo Happy ạ. Sao giống như ở nhà hay livestream lắm hay sao mà không kêu gọi nó vang quen vậy ta. Rồi xin mời bị đó đen. Xin mời bị đó đen ạ. À. 16 tháng 12 này, hãy sẵn sàng trải nghiệm âm nhạc thượng hạng với siêu nhạc hội được mong đợi nhất năm. The Masked Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Không gian lộng lẫy, sân khấu hoành tráng, tinh hoa hội tụ. Nghệ sĩ đỉnh đẳng cấp. Đốt cháy sân khấu, chạm thẳng vào tim. Một đêm duy nhất, The Masked Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Còn chờ gì nữa mà không truy cập vào VSHOP từ ngày 3 tháng 11 để trở thành người đầu tiên sở hữu vé sớm nhất.